Để đảm bảo việc thực hiện bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong đêm giao thừa đón chào năm mới Quý Mão trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn bắn pháo hoa phục vụ Tết cho 102 cán bộ nhân viên làm công tác kỹ thuật và thực hành bắn pháo hoa. Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu các nội dung, quy tắc của nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý sử dụng pháo hoa, an toàn trong vận chuyển, bảo quản pháo hoa, giới thiệu tính năng, cách sử dụng thiết bị điều khiển tự động, quy trình vận hành bộ phát hỏa bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, quy trình liên kết súng, pháo hoa, bộ phát hỏa và điều khiển tự động bắn pháo hoa tầm cao, thao tác bố trí trận địa, thực hành xây dựng trận địa bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp. Thông qua buổi tập huấn này, giúp cho cán bộ phụ trách bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, kỹ năng đấu nối và bảo quản hệ thống pháo hoa sao cho an toàn tuyệt đối về người trang thiết bị, phục vụ cho nhân dân tỉnh nhà có một đêm xem bắn pháo hoa đẹp, vui tươi và an toàn.